Thưa quý khán giả và các đồng chí, đóng quân ở vùng sâu vùng xa, khí hậu phức tạp, Hải đoàn 42 vùng cảnh sát biển 4 không chỉ gặp khó khăn trong việc đi lại mà nguồn vật tư phụ tùng thay thế cũng rất khan hiếm. Trước đây gần như mỗi lần tàu xuồng hoặc xe máy gặp sự cố, hư hỏng lẫn việc bảo quản, bảo dưỡng theo định kỳ, đơn vị cũng phải di chuyển trang bị đến nơi khác sửa chữa. Nhưng trong cái khó, ló cái khôn, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 42 đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật tàu thuyền, phương tiện. Nơi Hải đoàn 42 đóng quân vốn là vùng đất trũng, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Hàng năm, tình trạng nước biển dâng xâm nhập vào đơn vị, cộng với độ mặn không khí cao là tác nhân khiến doanh trại và vũ khí trang bị nhanh bị xuống cấp. Để khắc phục khó khăn, Hải đoàn 42 đã tiến hành xây, đắp bờ bao, ngăn chiều cường, đồng thời khắc phục sửa chữa ngay các vị trí nhà bị xuống cấp. Đơn vị chúng tôi đã hạn chế mức thấp nhất nước mặn xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm an toàn cho các công trình của đơn vị, đặc biệt là đối với các kho vũ khí trang bị kỹ thuật. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn duy trì nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đối với vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao cái tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật, luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đây là hệ thống nâng hạ xuồng hiện đại vừa được trên quan tâm đầu tư cách đây một năm. Từ khi đưa vào khai thác sử dụng hệ thống này, công tác bảo đảm kỹ thuật của hải đoàn được nâng lên. Theo đó, hàng chục lượt xuồng đã được đưa lên bờ bảo quản, bảo dưỡng theo định kỳ ngay tại đơn vị, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như khắc phục kịp thời những sự cố, hư hỏng đột xuất. Các hư hỏng dưới vạch mương nước thì đơn vị không tự sửa chữa được, cũng phải đi liên hệ đối với các cái cơ sở bảo đảm kỹ thuật ở bên ngoài, nên là rất bất tiện cho quá trình bảo đảm kỹ thuật. Và từ khi được trang bị hệ thống nâng hạ xuồng thì ngành kỹ thuật của hải đoàn đã từng bước làm chủ được công nghệ nâng hạ, cũng như là rất chủ động trong công tác bảo đảm kỹ thuật sửa chữa đối với các xuồng. Dù phần lớn là cán bộ, nhân viên kỹ thuật tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đội ngũ này lại được đào tạo cơ bản qua trường lớp. Nhờ đó đã vận dụng tốt lý luận và thực tiễn. Tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo của tuổi trẻ đã giúp đơn vị tháo gỡ nhiều khâu khó, việc khó trong công tác kỹ thuật đặc thù. Như hiện tại thì tổ hợp máy phát điện TS60 này thì có hiện tượng là rò nước ở làm mát ở sinh hàn. Thì chúng tôi ở dưới thì kết hợp với phòng kỹ thuật nghiên cứu tài liệu, học hỏi từ kinh nghiệm của những đồng chí đi trước hoặc của các cái tàu bạn, xem có ai bị những cái lỗi này không thì chúng tôi tìm tòi và khắc phục. Thay thế cái hệ thống gioăng thì thời gian thì trong khoảng tầm 2 ngày là chúng tôi có thể hoàn thiện được cái nội dung này và vận hành lại được cái hệ thống. Thi đua sáng kiến, nhiều tập thể cá nhân đã tích cực nghiên cứu, chế tạo thành công một số mô hình học cụ ứng dụng hiệu quả, giúp người học nắm được kiến thức, hạn chế việc huấn luyện trên trang bị thật, góp phần để vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn trong tình trạng hoạt động tốt, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển đảo phía tây nam của Tổ quốc.